chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 15. trăng tròn ánh trăng sáng tỏ in rõ trên mặt hồ hơi hơi tạo nên gần sóng mặt hồ nổi lên nhiều điểm ngân quang rất là mê người ven hồ liễu rủ theo gió lay động giới tàn cây kia một đạo thân ảnh đứng thẳng là càng giống như một pho tượng thạch bàn không nhúc nhích một tiếng thở dài từ từ vang lên dưới tàn cây chậm rãi tan dần ra không khí làm cho làng sương mù trong bóng đêm càng tăng thêm mấy phần thản nhiên ưu sầu. Còn chưa? Giọng nói mềm mại vang lên có điểm bất đắc dĩ, mang chút nhàm chán. Giống như đáp lại lời cảm khái của nàng, một đạo âm thanh trầm thấp mà hùng hậu rốt cục từ chỗ tối vang lên. Chờ thật lâu sao? Sư phụ, người rốt cục cũng đến, bóng người dưới tàn cây bỗng nhiên quay đầu, ánh trăng xẹt qua hai má của nàng, chiếu ra khuôn mặt vô cùng thanh tú của nàng chờ sư phụ thực nhàm chán sao. Thanh âm lạ vang lên trong bóng tối. Cô gái trật nghiêng đầu, mỉm cười cười, cũng không tính là rất nhàm chán, bất quá, sư phụ người cùng ta đã khoảng 10 năm không gặp, lại chưa nói qua đến canh giờ, làm cho đồ nhi ở trong này thổi hơn nửa ngày gió đêm đâu. Người đứng trong bóng tối hừ một tiếng, người nhà đầu kia không có nửa điểm kiên nhẫn. Nào có, người ta không phải đợi tới nửa đêm đó thôi. Cô gái cảm thấy ủy khuất, tốt lắm nói vào việc chính thôi sư phụ thỉnh phân phó ngươi nhớ rõ lúc trước khi ta thu ngươi làm đồ đệ đã nói gì không ân ừ, có ấn tượng bất quá nàng kỳ thật không phải thực xác định ta thu ngươi làm đồ đệ là vì trước kia ta thiếu nợ một người nào đó mà giờ thân phận của ta không tiện tương báo cho nên thu ngươi là để giúp ta hồi báo đồ nhi nhớ ra rồi hiện tại ngươi học nghệ có thành có thể thay ta đi báo ân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sực có chút không muốn nga còn có trăm ngàn nhớ rõ mặc kệ ai hỏi ngươi lai lịch sư phụ ngươi đều phải liệu chết không nhận tội nàng nói tiếp ngươi vốn sẽ không biết nói từ đâu đưa tới nói cũng là nga cô gái phụ hòa gật đầu người trong bóng tối điều hòa hô hấp một chút sau đó tiếp tục nói đi bạch vân sơn trang báo ân đi tìm ai báo ngọc kiếm công tử tên này thật thú vị tên này chỉ cần là người trong giang hồ đều cảm thấy không thú vị người đứng trong bóng tối ngăn cản nàng ồn ao cô gái không sao cả cười cười đồ nhi vốn sẽ không là người giang hồ cảm thấy thú vị đúng vậy à ta mặc kệ ngươi làm như thế nào tóm lại muốn ngươi đem ân cứu mạng kia báo đáp cho ta sư phụ người thật có chút vô lại à cái gì kêu mặc kệ làm như thế nào còn tranh luận Người trong bóng tối lại một lần nữa hít vào một hơi, tóm lại chính ngươi tìm cơ hội báo trả bọn họ một cái đại nhân tình là tốt rồi. Thật phiền toái. Cô gái oán giận. Cái gì? Ân, đồ nhi nói đã biết. Ta truyền cho ngươi ba năm võ nghệ, ngươi phải đi báo ba năm ân tình, trong ba năm đó mặc kệ là ngươi có báo thành ân không, tóm lại là đã báo đủ ta thù nghệ chi ân. Ân dạy dỗ, xá, ba năm. Sao có thể lâu như vậy? có vấn đề gì sao cô gái nhíu lại mày liễu là nhà ta nếu mất tích ba năm như lời sư phụ nói người trong phủ nhất định hội thật hoảng hốt chính mình nghĩ biện pháp Xá, hảo hảo cách nói rất không có trách nhiệm a à, cô gái buồn bực trừng mắt nhìn vào bóng tối ta phải đi rồi tự giải quyết cho tốt một trận gió xẹt qua mọi nơi quay về vẻ bình tĩnh chỉ riêng cô gái ven hô là buồn rầu nhíu lại mày ba năm a à. Tử Yên, mang nước lên cho thiếu gia ở trong phòng đi. Nga, Tử Yên, ngươi thuận tiện đem quần áo đã gấp là phẳng của đại thiếu gia lên luôn đi. Nga, Tử Yên, cô gái đã đi đến cửa rốt cục xoay người trở về, thực kiên định nhìn hai tỷ mùi cùng phòng của nàng. Rốt cuộc còn muốn ta mang những gì vào phòng đại thiếu gia, các ngươi rốt cuộc nói xong trong một lần đi là tốt lắm. Chúng ta vẫn muốn hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc là có hay không nhìn thấy đại thiếu gia? Không có. Tử Yên vô cùng kiên định trả lời. Không có. Hai cô gái trăm miệng một lời kinh ngạc hô to. Đúng, không có. Đây chẳng phải là ngươi đã uổng phí công sức chế tạo cơ hội của chúng ta hai ngày nay sao? Tịch tử yên nhằm chán ngáp một cái, hắn có thật đáng giá để ta nhìn thấy như vậy sao? Có, đương nhiên là có. Hướng về phía tử yên đang có thái độ như vậy, các nàng càng quyết tâm nhất định phải cho nàng chính mắt nhìn thấy phong thái tuyệt thế của đại thiếu gia. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ không thể được nhìn thấy đại thiếu gia yêu quý nhất của mình thực không khỏi có chút đau lòng, nhưng là sự tình này liên quan đến việc có người dám không khen ngợi mỹ sắc của đại thiếu gia, bọn họ cho dù có chết cũng không thể để sự việc này tiếp diễn, Nam Min. Hiếp, sao e thấy mấy nàng này giống với mấy FF fan cùng quá? Liêu chết bảo vệ thân tượng, hi, được rồi ta sẽ nhớ rõ hôm nay ở lại nhìn cho được hắn nhìn nàng mang điểm bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận hai nha hoàng đưa mắt nhìn nhau trực giác nhận định tử yên khẳng định có tật xấu gì đó nếu không thì như thế nào một chút hứng thú tò mò với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử của thiếu gia không có để ý đến tâm hồn không có mơ màng tưởng tượng thậm chí ngay có hứng trí liếc mắt một cái cũng không có điều này sao có thể được đi tới cạnh cửa tịch tử yên lại nhìn không được quay đầu các ngươi tin tưởng thật sự không có chuyện gì khác sao xác thực được rồi nàng nhún nhún vai không có thì không có đề cao âm lượng làm gì nàng cũng không phải là nghe không được a à. nàng cước bộ nhẹ nhàng hướng đi thiếu gia phòng thoáng chốc đã đến cửa phòng thiếu gia nàng nhìn không được thói quen lại tính nghiêng tai lắng nghe ân ừ, thiếu gia không ở trong phòng có thể yên tâm đi vào tay chân lanh lẹ đem bước rửa mặt quần áo vào phòng khăn mặt treo lên ngăn nắp điểm tâm sáng cũng đã dọn sẵn để ở trên bàn. Hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ xong, nàng vừa lòng cười, làm mặt quỷ, chuẩn bị lui ra. Chính là khi vừa mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân cực nhẹ, nàng không khỏi sắc mặt nhất thời suy sụp. Người tới rất nhanh đi vào cửa, người vừa bước vào như mang theo một làn gió thần kỳ nhẹ nhàng khoan khoái vào phòng. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Nàng cúi xuống bày ra bộ dạng phục tùng liễm mục, thập phần cung kính, nước rửa mặt đã được chuẩn bị xong, quần áo để người thay sau khi tắm rửa cũng đã được để sẵn trên giường. Ân. Thanh âm thực trong sáng, nhưng là thật sự không giống như Đại Châu, Tiểu Châu, Lạc Ngọc thường nói. Tịch tử yên thực không cho là đúng câu cái mũi. Lại đây, giúp ta thay quần áo. Xá. Thay quần áo, nàng há hốc mồm một lát, cũng may lập tức khôi phục lại, dời bước đến trước mặt chủ tử. Hắn rất cao, dáng người cũng rất khôi ngô, thậm chí có chút cảm giác hơi gầy. Trên người lộ ra một cổ thản nhiên dược hương, nàng khẳng định là dược hương, bởi vì mẹ nàng hàng năm vẫn mang theo loại này thản nhiên, hình như có nếu vô dược hương, cho dù dùng bao nhiêu hương phấn cũng không che lấp đi được. Minamin Cái đoạn nì e cũng không hiểu rõ lắm, chuyển tới phía trước giúp hắn buộc lại vạt áo, thế này mới phát hiện nam nhân kích thước lưng áo tinh tế quá mức, giống như cô gái có bờ eo thon nhỏ. À, nàng lại muốn trên rỉ, giờ này khắc này nàng như thế nào còn có tâm tình nhàn hạ miên man suy nghĩ a à? hiện tại nàng là tỳ nữ, tỳ nữ, nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ thân phận mới này, ngươi là người mới tới. Đúng vậy, thiếu gia. Khó trách, chưa thấy qua ngươi. Chỉnh sửa đai lưng và vạt áo thật tốt xong, nàng thối lui sang một bên. Ngươi tên gì? Tử Yên. Tên rất hay. Đương nhiên là hay rồi, nghe nói tên nàng là do lão cha tự cho mình là phong lưu nhưng không hạ lưu muôn hồng nhìn tía mang tới cái này là suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng ý tỷ là cha tỷ phải tốn rất nhiều công mới nghĩ ra cái nêm hay thế ạ à? hai nha đầu hạnh nhi liễu nhi đâu như thế nào đã nhiều ngày này không thấy các nàng hắn thuận miệng hỏi một chút hai vị tỷ tỷ thân thể có chút không khỏe như vậy à vậy hôm nay ngươi theo ta rời trang đi cái gì rời trang tịch tử yên rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái cái liếc mắt nhất thời này làm cho nàng cảm giác trước mắt ánh vàng chói mắt vô cùng hắn thật là anh tuấn vô cùng a à, quả thực tự như tiên nhân đối với người khác ánh mắt kinh diễm nhìn hắn thu ly phong đã sớm thành thói quen cũng không nghĩ đến ngạc nhiên hay nhắc nhở nàng chính là thản nhiên cười cười chúng ta dùng cơm sớm một chút sau đó chúng ta liền xuất môn nga nàng cúi đầu tỉnh lại thấy chính mình thất thố. Nàng là người có giáo dưỡng A, à, không thể nhìn nam nhân đến mất hồn mất ví như vậy được, nếu bị lao cha biết được, nhất định là rất xấu hổ, tuy rằng lão nhân gia hắn cũng thường xuyên ngắm các mỹ nữ nhìn đến thất thần. Minamin -min. Cha nào con nấy? Ngươi cũng đi xuống ăn cơm đi, sau đó nhanh một chút đến phòng ta. Vâng, nô tỳ cáo lui. Làm hạ nhân, ai, thực không phải dễ dàng làm nàng trở lại phòng của hạ nhân thừa dịp thời gian ăn cơm nàng đem chuyện thiếu gia muốn nàng cùng rời trang nói ta một chút cái gì thiếu gia muốn dẫn ngươi rời khỏi sơn trang ân ừ. hạnh nhi bóp cổ tay không thôi hoa wow, làm sao có thể như vậy ta đã muốn được cùng thiếu gia rời trang lâu lắm rồi vậy ngươi đi đi nàng phi thường hào phóng cho hạnh nhi cơ hội dù sao nàng còn muốn ở lại ngủ tiếp a thật sự có thể đương nhiên vậy ta phải ăn cơm nhanh chút tịch tử yên có chút trố mặt nhìn hạnh nhi lấy gió cuốn mây tan minh chắc là rất nhanh như thế quết ngang mặt bàn chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần tí tục chậm rãi dùng xong cơm thì hạnh nhi liễu nhi sớm đã biến mất không còn bóng dáng cả gian phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng sau khi thu dọn bàn ăn nàng đến trước cái giường lớn khóa miệng dơ lên cười một cách thỏa mãn như vậy là có thể ngủ ôi từ lúc bắt đầu làm hạ nhân nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái thiếu ngủ. Lại giường cảm giác thật tốt, Thu Ly Phong tùy ý tiêu sái dạo trong hoa viên của Sơn Trang, không chút để ý thưởng thức vườn hoa đẹp để đón gió lay động, đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Một tỷ nữ mặc áo xanh, nàng đang đứng đó chăm sóc hoa cỏ. Xem cách ăn mặc thì nàng chỉ là một tỷ nữ bình thường, không tầm thường ở chỗ là cách nàng chăm sóc hoa, thủ pháp kia không giống với người thường, ánh mắt hắn hơi mị lên. Ai, còn có hai năm lẻ chín tháng hắn nghe được tỳ nữ kia đang tự thì thào tự nói ba năm thật dài a à. đối mặt với hoa tươi rực rỡ sắc màu cô gái vốn nên vui vẻ tràn đầy sức sống lại tựa hồ như thương nhớ điều gì còn có ai oán môi hắn một đường tiếu dơ lên sư phụ báo ân thật khó a à. đôi mắt trong trẻo của thu Ly phong hiện lên một tia sáng lặng lẽ thu liệm nội tức hắn chăm chú nhìn vào tỳ nữ đang lâm vào sầu não kia Ta ở trong này chăm sóc hoa cỏ của người khác, hoa trong vườn của ta lại không có ai quản a, à. lão cha, ngươi trăm ngàn lần đừng hái đi toàn bộ cho di nương a. À. Thu Ly Phong khóe miệng càng dương càng cao. Tịch Tử Yên không yên lòng chăm sóc hoa chi, một bên thao thao bất tuyệt không ngừng, hồn nhiên không biết có người đang ở một bên đánh giá mình hồi lâu. Một lúc sau Thu Ly Phong lặng lẽ xoay người rời đi, không có kinh động đến người nào đó đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ a, à. Tử Yên, Tử Yên rất xa nàng chợt nghe thấy tiếng hạnh nhi gọi ầm ĩ hơi hơi dơ dơ lên mi ngước lên theo hướng phát ra thanh âm nhìn thấy một người đang một đường chạy vội mà đến làm sao vậy thiếu gia tìm ngươi a à? hạnh nhi chạy đến không kịp thở thượng khí không tiếp hạ khí đáp nhưng ta đang tiễn cắt hoa nàng thành thật giơ cây kéo cắt hoa trong tay lên hạnh nhi nhanh tay lấy kéo của nàng không đồng ý nói vậy đứng cắt nữa Ta thực không hiểu ngươi nghĩ gì, sao lại đi trong công việc với người làm vườn? Hầu hà thiếu gia mới thật tốt a, à, vừa thoải mái lại khoái hoạt. Hừ, nàng một chút cũng không cảm thấy thoải mái a, à, ba năm thật sự là dài đằng đẵng, này mới qua có hai tháng ngắn ngủn. Thiếu gia tìm ta làm gì? Nàng chuyển hướng đề tài, nếu không nhất định sẽ bị hạnh nhi nệm cho một trận sống không bằng chết. Liễu Nhi đã rời khỏi trong lập gia đình rồi a. À? đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Thì tính sao? Cho nên, ta liền nói với thiếu gia là ta muốn ngươi cùng ta trở về hầu hạ người A. À. Thì ra là thế, tịch tử yên nhìn hạnh nhi đang cao hứng phấn chấn, ánh mắt nàng hơi hơi dẫn theo điểm buồn rầu. Đi thôi. Hạnh nhi túng lấy nàng đi về phía trước. Hạnh nhi tỷ tỷ, ta thực còn muốn ở bên hoa có một chút nữa. Nàng có chút bất đắc dĩ nói nhỏ thiếu gia nhà ta đẹp như tiên nhân vậy chẳng lẽ không thể so với hoa đẹp hơn sao thuộc ngu ngốc tịch tử yên nghe vậy nhìn sau gáy của nàng thầm nghĩ đó là bởi vì người muốn thay sư phụ báo ân không phải là ngươi a à, báo ân báo ân bạch vân sơn trang có được tất cả mọi thứ danh mãn giang hồ ngọc kiếm công tử rốt cuộc còn có cái gì mà hắn không có là danh hay là lợi ngẫm lại mới thấy sư phụ cho nàng thời gian ba năm thật đúng là nhân từ bởi xem tình hình hiện giờ thì 30 năm nữa chắc cũng không có cơ hội báo ân đâu. Cho nên nàng cũng nên liền lui mà cầu, thành thành thật thật ở trong sơn trang vị sư phụ 3 năm, trả cho hết thụ nghệ chi ân, công ơn dạy dỗ. Này coi như là báo ân đi, dù sao muốn nàng làm nô tỳ cũng là hạ mình rồi a, à, lại đứng ở trước mặt cái người giống như tiên nhân Thu Ly Phong, tịch tử yên trong lòng thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm, hầu hạ hoa cỏ so với hầu hạ người dễ dàng hơn nhiều lắm nhưng hạnh nhi lại cố tình không cho là như vậy Tự yên có nô tỳ. thích hoa cỏ a à? hắn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng cười như không cười bất quá ta thích để nguyên a à. đúng vậy nô tỳ lúc ở nhà cũng trồng một ít hoa cỏ đó là do nàng quá nhàn hạ mà ham thôi đến hầu hạ ta quả thật quỷ khuất ngươi nàng nâng mắt nhìn về phía hắn bất quá chỉ thấy một đôi mắt đẹo sâu tự không thấy đáy u đàm trong lòng chợt thấy sợ hãi cùng e ngại vội vàng đem ánh mắt thu về thiếu gia nói quá lời hắn mỉm cười vậy ngươi thật là tự nguyện tới hầu hạ ta vâng bị ngươi nói như vậy ta làm sao còn dám phủ nhận vậy là tốt rồi thiếu gia ta luôn luôn không thích ép buộc người khác hắn tự hồ yên lòng không hiểu tịch tử yên cảm thấy lưng có chút lạnh cảm thấy nam nhân này tự hồ thiếu một ít khí độ của tiên nhân nói chuyện phím xong, hắn lập tức ra lệnh giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Hảo! Ngươi tiến vào giúp ta chà sát lưng. Câu nói tiếp theo của hắn làm cho tịch tử yên đang chuẩn bị cáo lui dừng lại cước bộ, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười kia nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng đùa giỡn. Nô tỳ tuân mệnh. Nhẫn nại không tức giận, nàng lui ra. Nhìn theo nàng rời khỏi phòng, trên mặt Thu Ly Phong hiện lên biểu tình ý vị sâu xa. Chỉ chốc lát sau, nước ấm được đưa vào phòng, mà tịch tử yên cũng mang theo vài phần không tình nguyện đến gần, giúp hắn trà sát lưng, này này. Này có vi khuê huấn, có vi khuê huấn a. À? Cái này là gia huấn cho các vị tiểu thư khuê các hồi xưa đó, sư phụ, đồ nhi ta lúc này mệt lớn, nhìn thấy nam nhân đang ngồi trong bồn có vẻ thích ý nghịch nước, nàng hừ nhẹ, cố gắng lấy mắt chăm chú nhìn xuống mũi, xem đến tâm của lỗ mũi, cố gắng phi lễ chớ nhìn, phải thật cẩn thận. Minh Cười mỉm, cái đoạn đi chết cười với tỷ, tự yên, lại đây giúp ta tẩy. Một câu nói thiếu chút nữa đem ba hồn bảy vía của nàng toàn bộ dọa chạy mất. Giúp hắn Giúp một đại nam nhân tắm rửa Còn không lại đây Nga Nàng nhẫn, nàng nhẫn, nàng nhất định phải nhẫn Vì báo ân, Nàng phải nhẫn, nàng thầm hoài nghi đây có phải là Thu Ly Phong cố ý chỉnh nàng, nhưng là nàng như trước cố nén. Khi nàng mới đến Sơn Trang thì công việc bình thường là vẫy nước quét nhà, sau đó lại chạy tới làm người làm vườn, hiện tại lại hạ xuống thành thấp nhất là nô tỳ chờ giặt đồ, tuy rằng nàng chỉ phụ trách giặt quần áo của một mình Thu Ly Phong. Vốn nhà hoàng hầu hạ ở Phong Đào Viên, chỉ có nàng và Hành Nhi, hôm nay nàng ôm một đống quần áo bẩn mệt đến dở sống dở chết người nào đó còn không thiện lương không cho hạnh nhi giúp nàng một chút. Nàng một bên oán hận xoa xoa quần áo, một bên không tiếng động nguyền rủa cao thấp tổ tông 18 đời của người nào đó, bao gồm cả nội ngoại đều thay hắn ân cần hỏi thăm hết. Tự yên, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hạnh nhi đừng trước mặt, có điều muốn nói lại thôi. Nói đi. Hít một hơi thật sâu, nàng đã chuẩn bị tốt để chuẩn bị chịu đả kích. Thiếu gia nói quần áo này ngươi giặt còn chưa sạch sẽ, muốn ngươi giặt lại một lần nữa. Được rồi, ta sẽ giặt lại. Nàng vùi đầu tiếp tục ma sát. Hừ, giặt lại, hắn không sợ giặt nhiều sẽ hỏng quần áo sao? Hạnh Nhi dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, buông quần áo xuống sau đó rời đi. Thiếu gia không biết vì sao lại giống như cố ý làm khó cho tử yên, quần áo này rõ ràng so với trước khi giặt đã sạch sẽ hơn rất nhiều a. À, Hạnh Nhi vừa đi khỏi, nàng lại càng chà sát mạnh mẽ, cầm lấy chày gỗ bắt đầu đập, coi luôn đóng quần áo chính là cái tên đáng giận kia ra sức đập phanh một tiếng chày gỗ gãy thành hai đoạn tịch tử yên có chút giật mình lăng lăng nhìn thanh gỗ chỉ còn một nửa trong tay ánh mắt chậm rãi nhìn về phần còn lại cạnh tảng đá a i i i có người thở dài nàng ngẩng đầu nhìn đi qua ngươi còn tiếp tục làm hạ nhân như vậy chủ nhân ra sớm hay muộn không bị ngươi ép chết mới là lạ a à. ngươi tới tiếp tục than ngắn thở dài cảm thán nàng mặc lộ vẻ quẩn sắc. Chỉ trong mấy ngày nay nàng đã phá hư ba cái bồn gỗ, tám cái chày gỗ, còn có năm khối giặt quần áo, thì là cái để mình xác sát quần áo vào cho sạch a, à, nhưng không biết Việt Nam mình gọi là gì. Nhưng tất cả những thứ đó, nàng thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi, vậy cứ theo tiền công của nô tỳ trừ đi. Thu Ly Phong gật đầu, đây là đương nhiên, hắn ngừng một chút, còn nói. Bất quá, nếu cứ tiếp tục trừ xuống như vậy, tiền công ba năm của ngươi sẽ rất nhanh hết sạch a à. chỉ cần còn chưa trừ vào tiền ăn của nàng thì cho dù trừ bao nhiêu cũng không quan hệ ngày mai bắt đầu ngươi đem gia cụ sở hữu đến mài thường sáp đi minh cái câu này em không hiểu sorry mọi người nhiều nàng lại nhìn về phía hắn phạm vi tổ tông nhà hắn bị nàng ân cần hỏi thăm càng ngày càng lớn thu Ly phong hơi hơi lộ ra một chút cười nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người Nói, nếu đem hết các công cụ xa hoa người làm hỏng ra nói, ngươi chỉ sợ cả đời cũng phải ở lại Sơn Trang để trả nợ. Nhìn hắn đắc ý cười cười rời đi, Tịch Tử Yên lần đầu tiên không kiềm chế được xúc động, nàng vo vo quần áo đang cầm trong tay, nàng nàng. Nàng như thế nào lại đen đuổi như vậy a, à? vì sao muốn báo ân cũng khó như vậy, lại gặp một tên có phẩm hạnh tốt, nghiêm trọng như vậy a, à? tế, một tiếng nhỏ vang lên, nàng cúi đầu, mặt mày đại biến cực kỳ thảm. Ô ô nàng vì sao lại không cẩn thận như vậy a à, minh chẹp chẹp rách áo ca ca ruồi giặt sạch quần áo dùng lửa nóng làm khô xong nàng bắt đầu cẩn thận cẩn thận vá lại thanh sam bị rách tự yên ngươi đang khâu quần áo a à. ân di hạnh nhi đến gần tò mò hỏi quần áo này hình như là của thiếu gia đi nàng cũng không ngẩng đầu lên đáp nhẹ ân như thế nào quần áo của thiếu gia lại bị rách nhiều như vậy nàng vẫn tí tục cúi đầu bận rộn ta không cẩn thận xé trách đâu là sim y mà thiếu gia yêu quý nhất a à? hạnh nhi bắt đầu thấy lo lắng thay cho nàng đứng lên đi qua đi lại hừ nàng thật xem thường hắn vô lực đâm đường kim tiếp theo thì ta đang cố cứu nó a à? ta nhìn ra được vậy thử xem xem đi nàng cũng không tin tưởng cho lắm tuy nói ngủ nương theo công là đứng đầu nhưng nàng học được ít chỉ có thể ngựa chế làm ngựa sống y Min. Nói chung là tỷ học may vá theo thùa rất qua loa, hạnh nhi kéo ghế dựa ngồi vào bên cạnh nàng. Tịch tử yên thân thủ vô cùng nhanh xe chỉ luồn kim, rậm rạp đường may nhanh chóng khâu lại mấy chỗ bị nứt ra. Thời gian từ từ trôi qua, hạnh nhi ánh mắt càng ngày càng tỉnh hơn, cuối cùng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Tay ngươi thực khéo. Cứ nhiên ở chỗ phải khâu nàng lại theo thêm khóm trúc, chẳng những chẳng nhìn ra chút dấu vết may vá nào, còn làm cho bộ quần áo trở nên đẹp hẳn lên tịch tử yên mang chút xấu hổ cười cười đây chẳng qua là hai tay gây họa trước nha tu thân dưỡng tính quả nhiên là đại học vấn xem ra nàng nên luyện tu dưỡng lại một lần nữa quả nhiên nên học nhẫn nhịn một chút a à. nàng vung đao không một chút lưu ý đao lóe lên ánh sáng trắng lấp lánh cùng ánh sáng hồng lúc ẩn lúc hiện đoạn này chắc tỷ đang luyện kiếm a à. cô một tiếng thúy vang lên trong thư phòng tử yên như thế nào lại không cẩn thận như vậy, đây chính là đồ sứ cổ đã 300 năm rồi. Tên làm chủ tử lạnh lạnh ra tiếng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, đã sớm nói qua khi ngươi cầm đồ dùng phải cẩn thận, nhưng vẫn là lỗ mãn như vậy. Hắn tiếp tục cảm thán. Thiếu gia, đó rõ ràng là bị ống tay áo của ngài phất phải. Nàng không thể bảo trì trầm mặt với cái tên này thêm nữa. Thu Ly Phong kinh ngạc nhướng mày, ta rõ ràng nhìn thấy là ngươi đụng phải a. À? Minh. Đúng là bản chất vô liêm sĩ của các anh nhà cầu mộng đây mà, này. Đây chính là điểm khác nhau giữa chủ nhân và hạ nhân, khẳng định rằng sẽ không có người nào tin lời của nàng. Xem ra khế ước bán mình của ngươi nên tăng lên là 10 năm. Hắn chật chật ra tiếng. Tịch tử yên thiếu chút nữa liền miệng sùi bọt mép. 10 năm. Thêm 3 năm nàng phải báo ân không phải là 13 năm sau, lúc đó không phải nàng đã trở thành hoa tàn ít bướm chứ. Ô, nàng còn chưa có lập gia đình a, à, thiếu gia được rồi, xem ngươi cũng không phải cố ý, thêm ba năm là được rồi. Thêm ba năm cũng đã là sáu năm đi, ta sẽ bồi thường. Dù sao trong kho hàng của lão cha những vật này nọ như vậy cũng không thiếu, đến lúc đó nàng trở về tiện tay lấy vài thứ là được. Tinh mâu khéo léo che đậy, che đi ánh mắt lưu động biến hóa của hắn, Minh. Nha hiểm, quá nham hiểm, thanh sam thúy trúc này so với cái khác rất rất khác biệt a. À? nàng có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ bất định, không hiểu vì sao hắn cứ vòng vo đề tài mãi. Ta đang suy nghĩ, ngươi liệu có vì tức giận mấy thanh trúc này, đem quần áo của ta đều xé rách thành từng mảnh rồi lại vá lại không? Hai mắt của nàng trong nháy mắt nhìn thẳng hắn, không nói được lời nào. Minh! Há há, tỷ tưởng giấu được ca sao, đảo qua vẻ mặt giận dữ mà không dám nói gì của nàng, Thu Ly Phong nhìn xuống cảm giác xúc động muốn cười, khóe miệng vì vậy hơi hơi có chút run rẩy. Nàng nhất định là không biết chính mình lúc tức giận trừng mắt mà không nói như vậy có bao nhiêu xinh đẹp khả ái, tự như một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Nguyên văn là tự như một cái tính trẻ con chưa thoát nải oa nhi. Tự như đứa trẻ chưa thoát vú mẹ, ta để cái kia cho nó Việt Nam tí nhé, nhất định phải nhẫn nhịn, nàng nhẫn đến nỗi không thể chịu nổi, cuối cùng tuôn ra một chuỗi sản khoái cười to. Thu Ly Phong nàng không thể nhìn được nữa, gọi thẳng tính danh của chủ tử, ngươi thật quá đáng. Minh Gọi thẳng tên cúng cơm của ca, cười mỉm, thu hồi ý cười, hắn nhìn về phía tiểu nữ tỳ giận không thể ác kia, ngữ khí có ý chẳng hề trách tội, như vậy đi. Ngươi tay nghề đã tốt như vậy, không bằng sim y của ta từ nay về sau để cho ngươi may thì tốt lắm. Không cần. Nàng thực sản khoái cự tuyệt. Thu Ly Phong cũng không miễn cưỡng, chính là nhẹ nhàng híp một tiếng nhìn cánh hoa tàn chợt như hiểu được điều gì nói mùa thu đi qua chính là mùa đông đến thật vô nghĩa không phải mùa đông chẳng lẽ là mùa hè giữa trời rét lạnh mùa đông mà ngồi giặt quần áo nhất định thực vất vả minh ca này thật là nhiều chấm quá sẽ không là thật đi một đôi bàn tay mềm mại của nàng ở nhà mười ngón ngay cả mùa xuân cũng không phải dính chút nước này đến đây thực chưa qua ba tháng đã không còn bóng loáng nhẵn nhụi như trước rồi hắn lắc đầu bày ra bộ mặt vô cùng tiếc hận ta thấy vẫn là ngồi ở trong phòng may quần áo thoải mái hơn a à. thiếu gia ta khâu quần áo người đứng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nàng giành chịu thua trăm ngàn lần không cần miễn cưỡng a à. một chút cũng không thật muốn hơi thừa lời a à. vậy là tốt rồi thiếu gia ta chưa bao giờ ép buộc Hừ, ngươi không ép buộc, chỉ luôn luôn gây khó dễ ta mà thôi." Trong lòng nàng tức giận một bụng nhưng không dám nói ta lời. "Đúng rồi, ta gần đây muốn xuất môn, ngươi mau làm hai bộ sam, áo đơn mới đi." Nô Tỳ Tuân Mệnh nhìn nàng Thu hồi dáng vẻ tràn đầy tức giận vào trong, hắn hơi hơi có cảm giác tội lỗi, nhưng không quan hệ, tháng ngày ở chung còn rất dài, nếu nàng khi vào sơn trang thật sự có chấp tâm khác, chuyện thú vị hơn sẽ còn ở phía sau a, à, Minh yên tỷ thật dáng thương, lại đây giúp ta nghiêng mặt. Vâng. Nhìn nàng hơi hơi kéo tay áo lên, lộ ra nôn nửa cánh tay trắng mịn như tuyết, ánh mắt hắn lóe lóe sáng, minh. Hóa ra ca còn là một đại sắc lan. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.